Thầy xin chào các em nhé. Bây giờ thầy sẽ chữa cái câu 46 đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2023 môn toán. Ở câu này thì người ta cho như thế nào? Người ta cho một cái khối nón có đỉnh và đường tròn đáy nằm trên mặt cầu có bán kính là 2. Độ dài đường sinh bằng 2 căn 3. Được chưa? Rồi, tính thể tích của khối nón đó. Bây giờ thầy đã vẽ hình, bây giờ thầy sẽ có các đại lượng. Đầu tiên đó là IB bằng IE bằng 2. Đường sinh của em chính là AB bằng 2 căn 3. Được chưa? Thế bây giờ bài toán của em là phải đi tính cho thầy BH là 1 này và AH là 2. BH chính là chiều cao khối nón, còn AH của em chính là bán kính đáy nón. Đúng chưa? Rồi, bây giờ thầy sẽ đi tính nhé. Đầu tiên thầy sẽ đi tính theo định lý cốt, em sẽ đi tính cho thầy cốt góc AIB. Đúng không? Thì sẽ bằng IA bình cộng IB bình trừ đi AB bình chia cho 2 lần IAIB. Đúng không? Thì cái cốt này ra bao nhiêu? 4 trừ đi 12 là trừ 4. Cái này là trừ 1 phần 2. Đúng không? Thì từ đây em xuyên góc AIB. AIB của em nó sẽ là bằng 150 độ. Ờ đâu? Bằng 120 độ em nhé. Được chưa? Cốt 6 độ 1 phần 2. Ok, 120 độ. Thế vậy cái góc I bên dưới của em dẫn đến cái góc HIA của em nó sẽ bằng 60 độ. Được chưa? Rồi, thế vậy dễ, từ đây dễ dàng em sẽ tính được IH và HA. Đúng không? Thì tôi xuyên IH sẽ bằng IA nhân cốt của góc HIA. Đúng không? Đấy, thì sẽ bằng bao nhiêu? IA của em chính là bán kính thì là bằng 2 nhân 1 phần 2 thì bằng 1. Được chưa? Tiếp theo em đi tính cho thầy cạnh gì? Cạnh HA. HA thì bằng IA nhân sin của góc HIA bằng 2 nhân căn 3 trên 2. Đúng không? Thì bằng căn 3. Đấy, từ đây em sẽ có được đó là gì nhỉ? Mình đã tính được cái chiều cao khối nón rồi, chính là BH. BH thì sẽ bằng IB cộng với IH, đúng không? IB của em là 2 này, IH là 1 thì bằng 3 luôn. Từ đây xuyên được thể tích khối nón sẽ bằng 1/3 đường cao bán kính đáy pi r bình h, đúng không? 1/3 pi r bình h. R bình h đúng chưa? Ok, là 1/3 pi nhân với BH của em là 3. Bán kính đáy là căn 3 bình thì bằng bao nhiêu? 3 pi. Đáp án đúng của mình là đáp án C các em nhé.